Voi là động vật có vú và là động vật trên cạn lớn nhất hiện nay. Ba loài hiện được công nhận là voi đồng cỏ châu Phi, voi rừng châu Phi và voi châu Á. Voi phân bố rải rác khắp châu Phi, cận Sahara, Nam Á và Đông Nam Á, ở các môi trường sống khác nhau, bao gồm thảo nguyên, rừng, sa mạc và đầm lầy. Chúng là động vật ăn cỏ và sống gần nguồn nước. Chúng được coi là loài chủ chốt do tác động đáng kể lên môi trường sống. Những động vật khác có xu hướng giữ khoảng cách với voi, ngoại lệ là những kẻ săn mồi như sư tử, hổ, linh cẩu và chó hoang. Thường chỉ nhắm đến những con voi non. Voi cái có xu hướng sống trong các nhóm gia đình, có thể bao gồm một con mẹ với các con non của nó hoặc một số con cái có quan hệ họ hàng. Các nhóm không bao gồm con đực được dẫn dắt bởi con cái già nhất theo hình thức mẫu hệ. Những con đực bị đuổi khỏi nhóm gia đình khi đến tuổi dậy thì và có thể sống đơn độc hoặc tạo nhóm với những con đực khác. Voi được trưởng thành chủ yếu tương tác với các nhóm gia đình khi tìm kiếm bạn đời. Voi có thể thọ 70 tuổi trong tự nhiên. Chúng giao tiếp bằng xúc giác, thị giác, khứu giác và âm thanh. Trí thông minh của voi được so sánh với các loài linh trưởng và bộ cá voi. Chúng dường như có sự tự nhận thức và thể hiện sự đồng cảm với những thành viên hấp hối hoặc đã chết. Voi châu Phi thuộc diện sắp nguy cấp và voi châu Á thuộc diện bị đe dọa bởi Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế, IUCN. Một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với quần thể voi là buôn bán ngà voi, các hành vi săn trộm để lấy ngà voi. Các mối đe dọa khác đối với voi hoang dã bao gồm môi trường sống triệt thoái và xung đột với người địa phương. Trong clip này, chúng ta cùng khám phá một số điều thú vị về loài voi và tìm hiểu về tình trạng của loài voi Việt Nam, hiện đang là loài rất nguy cấp trong sách đỏ Việt Nam. Voi là động vật trên cạn lớn nhất thế giới hiện nay còn sống. Voi được châu Phi có thể cao tới 3 mét và nặng từ 4.000 đến 7.500 kg. Voi châu Á có kích thước nhỏ hơn, cao khoảng 2,7 mét và nặng từ 3.000 đến 6.000 kg. Dù có thể nặng tới hơn 180 kg, voi voi cực kỳ linh hoạt trong mọi hoạt động. Chúng vừa có thể quật gãy cành cây, lại vừa có thể nhặt được cả một hạt gạo. Do có sự tự nhận thức, giống như con người, vượn và cá heo, loài voi nằm trong số ít các loài vật có thể nhận ra chính bản thân mình trong gương. Voi có thể dành từ 12 đến 18 giờ mỗi ngày để ăn. Trong tự nhiên, chúng không ngừng tìm kiếm rễ cây, cây nhỏ, tre, cỏ và bất kỳ loại cây ăn được nào khác. Ăn nhiều, đồng nghĩa với việc loài vật này có thể tạo ra một lượng chất thải cực lớn, trung bình mỗi con voi có thể thải ra 1 tấn phân mỗi tuần. Voi là loài động vật có vú phát triển chậm, sống lâu, có khả năng sống sót tới 70 năm trong tự nhiên. Ngoài ra, thời gian mang thai của chúng kéo dài nhất trong số các loài động vật có vú. Tới 22 tháng, voi có thể sinh con cho đến khi chúng 50 tuổi.
Chiếc ngà voi thực chất là chiếc răng cửa thứ hai của voi. Ngà voi phát triển liên tục và mỗi năm có thể dài ra khoảng 18 cm. Công dụng của chúng rất đa dạng, từ đào đất tìm nguồn nước, tước vỏ cây để ăn, dọn dẹp cây cối hay những vật ngáng đường. Không những thế, voi còn dùng ngà voi để đánh dấu trên cây phân định lãnh thổ với những đàn khác. Voi bơi rất giỏi, còn những việc như nhảy hay phi nước đại thì không, vì trở ngại bởi thân hình cồng kềnh quá khổ của mình. Voi chỉ có hai dáng điệu, đi bộ thủng thẳng hay rảo bước nhanh hơn. Chiếc vòi là sự kết hợp độc đáo giữa mũi và môi trên, tạo thành một bộ phận phụ rất linh hoạt và quan trọng nhất của loài voi. Chiếc vòi voi vừa đủ khéo léo để nhặt một cọng cỏ, lại vừa mạnh mẽ để bè gãy cành cây. Với khối lượng gần 5 kg, não của voi cũng lớn hơn bất kỳ loài nào khác. Chính vì thế, chúng là một loài vật rất thông minh, như biết biểu lộ nỗi buồn. Chúng thậm chí còn biểu lộ nỗi đau buồn khi mất đi những thành viên trong gia đình. Chúng quan tâm đến nhau và thường chào hỏi nhau bằng cách ôm vòi. Voi Việt Nam là quần thể voi sinh sống, phân bố tại Việt Nam, gắn bó với đời sống, lịch sử, văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Voi Việt Nam thuộc nhóm voi châu Á và là loài động vật từng phân bố khắp các vùng miền ở Việt Nam, gắn bó với sản xuất, chiến đấu và văn hóa của các dân tộc ở Việt Nam. Tuy nhiên, hiện tại voi hoang dã đang trong tình trạng nguy cấp và chỉ hay xuất hiện ở Tây Nguyên, đặc biệt là Đắk Lắk. Đặc điểm nhận dạng: thân cỡ rất lớn, có thể dài tới 6 mét. Môi trên và mũi phát triển thành vòi dài chấm đất. Hai răng nanh lớn phát triển thành ngà. Voi được có hai ngà, mỗi ngà dài tới 150 cm. Nặng 15-20 kg. Có 12 răng hàm, mỗi bên 3 cái mọc xít nhau gần như một cái. Da rất dày, lông thưa, dài, cứng màu nâu xám, đôi khi có màu trắng. Đặc điểm sinh thái: sống ở rừng thưa sinh pha che nứa, xen lẫn các chảng cỏ trong các thung lũng hay các vùng đồi núi thấp. Độ cao phân bố lên tới 1.500-1.600 m so với mặt biển. Thức ăn là cỏ, lá cây, cành cây nhỏ, măng che nứa, cây chuối rừng. Chu kỳ sinh sản 4-5 năm một lứa, mỗi lứa đẻ một con, thời gian có chừa 21-22 tháng. Voi sơ sinh nặng 90-100 kg, cao tới 1 mét. Tuổi sinh sản từ 15-50 tuổi, tuổi thọ trong tự nhiên từ 70-90 năm hoặc cao hơn. Phân bố: trước kia phân bố tại các tỉnh Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Kon Tum, Đắk Lắk, Bình Thuận, Đồng Nai. Hiện nay một số địa phương đã không còn. Giá trị: là loài thú lớn quý hiếm của Việt Nam và thế giới. Voi thuần hóa được ở Việt Nam. Những năm trước đây voi được thuần hóa ở Buôn Đôn và nhiều nơi khác để phục vụ cho đời sống. Như kéo gỗ, thồ hàng, dùng trong chiến trận, nuôi trong các vườn thú, làm xiếc. Voi sống và ngà voi có giá trị xuất khẩu. Ngà voi dùng làm hàng mỹ nghệ quý. Tình trạng: những năm trước đây, voi có vùng phân bố khá rộng, từ Lai Châu dọc dãy Trường Sơn, tới sông Bé, Tây Ninh và một số tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ như Bình Thuận, Ninh Thuận, Bà Rịa, Vũng Tàu. Theo tài liệu điều tra năm 2001-2002, các tỉnh Lai Châu, Thanh Hóa,
Quảng Trị, Thừa Thiên, Huế, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa, Vũng Tàu, Gia Lai, Lâm Đồng và một số nơi khác hầu như không còn. Số lượng ngày càng giảm. Trước đây ước tính còn khoảng 1.000 đến 1.500 con, đến năm 2005 còn lại khoảng dưới 200 con. Chủ yếu ở Đắk Lắk khoảng trên 100 con, các nơi khác còn những quần thể nhỏ dưới 10 con. Diện tích rừng tự nhiên ngày càng bị suy giảm, các khu rừng bị chia cắt mạnh, vùng sống và hoạt động của voi bị thu hẹp. Nhiều nơi chúng đã gây ra những tác hại đối với sản xuất và tính mạng con người như một số vụ ở rừng Tánh Linh, tỉnh Đồng Tháp. Năm 1993 đến 2001, nhà nước đã phải cho di chuyển các đàn voi ở Xuyên Mộc, Đức Linh tới vườn quốc gia Ioc Đôn. Số lượng voi được thuần dưỡng cũng đã giảm nhiều. Trước đây ở Đắk Lắk có trên 500 con đã được thuần dưỡng, hiện nay còn khoảng trên 100 con. Phân hạng, voi Việt Nam được xếp vào phân hạng CR, phân hạng cực kỳ nguy cấp, đang phải đối mặt với nguy cơ cao về tuyệt chủng trong tự nhiên.